và từ đầu mùa giải giờ anthony luôn ở cái danh giới giữa một cầu thủ gọi là bị nghi ngờ bị nghi ngờ là một cầu thủ không xứng đáng với cái mức giá 100 triệu và rõ ràng là Anthony cũng có những cái thông số những cái kiến tạo những cái bàn thắng hoặc là những cái màn trình diễn ấy cũng không không xứng đáng cái mức giá đấy nhưng một cái ranh giới khác tức là một cái bên khác ấy, phía khác thì mọi người nhìn, nhận rằng là Anthony có một cái vai trò rất là quan trọng trên sơ đồ của Elitenac và rõ ràng là Anthony luôn được Elitenac sử dụng nếu khi cầu thủ này full fit tức là được đảm bảo về mặt thể lực thì dưới góc nhìn của chỉ chiêu đi em nghĩ thế nào về màn trình diễn của Anthony và cầu thủ này có những cái ưu điểm nhược điểm gì mà khiến cho em cảm thấy là rằng là Editra thích ở cầu thủ này em thì chưa em nghi ngờ Anthony là sẽ một ngày ấy thành công mưu cả nếu mọi người để ý lúc nào em cũng bảo vệ Anthony trên các buổi stream hết kể khi anh ta thi đấu không được tốt lắm vì với em thì là ít nhất ít nhất em cũng nào cũng thấy được cái ngọn lửa nhiệt huyết của Anthony và về cái khả năng phòng ngự hỗ trợ phòng ngự của Anthony thì em vẫn thấy là đỉnh nhất trong các tình vệ cảnh của chúng ta hiện nay à, còn dĩ nhiên là những cái mà chưa hay ấy, thì thực sự là hôm qua Ten Hag ông ta trả lời phỏng vấn sau trận đấy. thấy là thực sự là đã gọi là tóm gọn hết tất những cái ý mà hay hay chưa hay những cái điều mà Anthony cần phải cải thiện rồi thứ nhất là gì thứ nhất là cái việc là anh ta một kèo gọi là một kèo là chân trái đúng không nào và lúc nào cũng sẽ sọc bóng vào 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 giữa và cố gắng là tung vào những cú sút thứ hai là cái khoảng là sử dụng chân phải trên phải có 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 dùng được trên phải hay không và thứ ba là cái việc là gọi là decision making tức là biết lúc nào tôi phải 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 tính cái cái tình huống cái thời gian như thế nào lúc nào phải làm gì lúc nào phải chạy chỗ lúc nào phải truyền lúc nào phải nhảy quả bóng ra lúc nào là cầm bóng đi tiếp thì đấy những cái điều mà mà ten hag muốn anthony dần, dần dần phải cải thiện được nhất là cái decision making để mà biết lúc nào phải là phải tất cả những cái những cái tham minh thời gian này phải thực sự là hoàn hảo lúc nào nhả qua bóng ra lúc nào suốt lúc nào đi bóng nhưng mà truyền lúc nào chỉ lại chạy dọc cánh và chuyền chân phải vào còn ten hag mà nói luôn là anthony thực sự là anh ta dùng được chân phải anh có ta có khả năng dự, đi bóng được bằng chân phải và tạt bóng được bằng chân phải chỉ là ít dùng mà một phần ít dùng là vì sao là bởi vì như là robin đây là anh chàng có một cái kèo trái rất khủng khiếp mà khi một cái kèo trái rất khủng khiếp như vậy thì nhiều khi bạn chỉ có một trò nhưng mà không ai cản được hết như Robin thì đây là em em thấy cái này rất ý rất là hay tại vì chính tháng hôm qua đã đưa cái ví dụ về Robin lên để mà nói về cái kèo trái của Anthony là nó tức là nó một trò thôi nhưng mà nó rất khủng khiếp thì thì tại sao bạn không dùng chỉ đơn giản là bây giờ để mà để mà huấn luyện được lên nữa thì thứ nhất là bạn phải có được cái sự biến hóa bằng cách là lúc nào bạn tự nhiên bạn bộc phát bạn dùng chân phải bạn đi bóng dọc biên để đối phương không đoán được và kể cả cái cái kèo mà bạn đang có cái 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 trick mà bạn đang có rất khủng khiếp ấy phải làm sao rèn luyện nó lên một cái level nữa như là Robin thì em nghĩ là đấy là một cái những cái điều rất hay mà chính thành hát đã nói mình cũng không em cũng không cần phải bổ sung gì thêm nữa về 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 những cái ý này cái quan điểm của Redman thì sao em nghĩ rằng là cái việc mà Eric Ten cứ mặc kệ Anthony cứ làm sao để Anthony đảm bảo cái vai trò phòng ngự và đảm bảo cái vai trò là tức là một cái link up trên sân và tạo ra những tình huống overlap, underlap và một cầu thủ đảm bảo về mặt chiến thuật. Còn những cái tình huống đối mặt của Anthony, những tình huống một v một ấy, Anthony thích xử lý thế nào thì là Edith Ten Hag. mà cứ mặc kệ Anthony. Hay em nghĩ tới cái việc là Edith Ten Hag nên rèn Anthony theo cái cách mà những cái tiền vệ như là Mares hay là Saka đang thể hiện tức là những cái tình huống rẽ trái, rẽ phải họ phải thực hiện một cách thường xuyên và uh, tức là đồng đều hơn có thể đánh lừa đối thủ nhiều hơn thì em nghĩ là cái lựa chọn phương án nào thì hợp lý hơn dạ, em nghĩ thì đương nhiên là bây giờ cái xu thế hay là chúng ta ngay cơn đơn cực chúng ta có thể thấy đến là cái việc mà một cầu thủ đa dạng khi mà đối mặt với bất kỳ khó đoán thì nó sẽ là điều tốt hơn rồi nhưng mà em nghĩ trường hợp của Anthony nó nó sẽ bị vào trong hoàn cảnh này một là anh ta mới tiếp xúc với ngoại ngành tức là đôi lúc là chúng ta không thể đốt cháy giai đoạn cách thái quá tức là ví dụ giống như khi mà đến phát TNH yêu cầu anh ta phải thay đổi đồ chơi luôn trong trường hợp là anh ta mới đang bảo là thì bây giờ em mới đến em mới đang là gọi là làm quen với môi trường thôi bây giờ anh bảo thay đổi đối chơi nữa thì đôi lúc là em bị nghĩ nhiều quá khi mà đá bóng cái trường hợp mà nghĩ nhiều quá khi đá bóng nó làm cầu thủ xử lý rất là dối thì đấy là một cái trường hợp em nghĩ là cần thời gian cho Tony có thể là mùa giải này là mùa giải làm quen với anh ta thì đến mùa giải sau thì cái yêu cầu của Tenham nó phải cao hơn chúng ta có thể thấy rất rằng Anthony có những bàn thắng này cho MU hình như anh ta đang có 8 hoặc 8 bàn hay 9 bàn gì đấy cho MU nhưng mà anh ta hình như mới chỉ có hai hoặc ba cái tạo thôi quá ít quá ít kiến tạo cái chuyện anh ta không kiến tạo được nó là một phần đấy là anh ta không biết dùng chân phải để để vào cái đấy là một cái điều rất quan trọng khi mà cơ bản là hậu vệ khi người ta bắt bài được rồi thì anh ta không có hướng nào để rẽ xuống để truyền nữa có một cái pha gần đây em thấy là anh ta truyền cho Martin sút ở trong một cái trận đấu em không nhớ được như Everton hay sao đó. tức là một pha anh ta dùng chân phải để truyền cho, cho truyền ở zone 14 là sút vọt xà nhưng đấy là một cái pha mà em cảm thấy khá là bất ngờ đấy có những cái tình huống như thế thì mới có nhiều pha kiến tạo hơn và đấy là cái điều kiện giống như Saka bây giờ anh ta đang có hơn 10 bàn và hình như là cũng có gần chục kiến tạo rồi đấy là một cái tiêu chuẩn em nghĩ là một tiêu chuẩn của một tiền đạo của cánh ở ngoài anh thì em mong là Tony sẽ sẽ đạt đến đẳng cấp đấy ở trong mùa giải sau còn tại vì em nghĩ là mùa giải này Ten Hag biết à, Tony cần cải thiện nhưng mà vấn đề đó là thời gian cho anh ta cải thiện anh ta cần những giống như cái đấy là cần phải thời gian tập luyện rất là dài mới được và khi mà tập luyện như vậy thì nó thay đổi cái thói quen chơi bóng của một cầu thủ nên là dẫn đến là trong một mùa giải thì khó khó thay đổi luôn được và phải cần ví dụ em nghĩ là đến mùa giải sau trong một cái thời gian hè giống như thế thì có thể có thể có những khóa tập huấn luyện riêng để cho ông Anthony này để ông Anthony này cải thiện hết ví dụ về mặt thể chất về mặt xử lý bóng về mặt thói quen chơi bóng thì những cái đấy em nghĩ là phải đợi thêm một mùa nữa đến mùa sau và mùa sau mà Anthony vẫn giữ ở kính nữ này vẫn cách chơi giống như thế thì với góc nhìn của em thì khó thì khó đấy thì có nghĩa là đấy giống như em lại nói cái trận cầu thủ này nó chỉ đến thế thôi khi mà đến mùa giải thứ hai vẫn không cải thiện được nhưng mà em nghĩ là sẽ cải thiện tại vì em nhìn thấy cái chất cái, cái máu lửa của con người Anthony ấy, cái mà anh ta không chịu thua ấy và anh ta muốn chiến thắng bất kỳ lúc nào ấy mà khi muốn chiến thắng như thế anh ta biết phải làm gì để chiến thắng và biết phải tự cải thiện bản thân để chiến thắng chứ không phải là chỉ trách đồng đội là tại sao lại tại sao như kia mà có nghĩa là tiên trách kiểu trách nhân đấy. trước mắt là mình nên cải thiện bản thân mình trước sau đó phải đóng góp cho đội bóng sau thì em nghĩ là Anthony là một con người như thế và em nghĩ là đến mùa giải sau thì em sẽ có nhiều cái tiêu chuẩn cao hơn cho Anthony còn mùa giải này thì chắc là anh ta vẫn sẽ giữ lôi đá như thế từ giờ đến cuối mùa giải thôi và làm tốt nhất có thể thì góc nhìn của em về trường hợp của Anthony là như thế anh, uh, em bổ sung một chút lại cho Redman thực ra thì là Redman nói rất là hay cái đoạn là cái việc hoàn cảnh đúng không nào? thì em thấy hoàn cảnh như vậy tức là mùa này Anthony đến mùa vào có những giờ chót của kỳ chuyển nhượng Không một cái pre-season tập luyện với đồng đội Nhảy vào phát là đá luôn Cho nên là cái sự hiểu, cái ăn ý Và hiểu nhau ấy nó là trong từng trận đấu Một dùng trận đấu thay vì tập luyện để mà làm được Cái sự ăn ý đấy Và cái điều thứ hai nữa em, cái này thì em uh, Phản đối một chút, Redman là anh nghĩ là Anthony có khả năng kiến tạo được nhiều hơn Nhưng mà có một cái vấn đề nữa ấy mà tại sao không làm được ấy Như em thực ra không phải là phản đối em ý, ý của em mà anh nghĩ là ok em cũng đúng thôi Nhưng mà cái, cái vấn đề nữa mà anh muốn nêu ra là gì là cái con người, những con người khác của MU để cái sự hiểu ý đấy để mà anh ta có thể đưa được những cái đường kiến tạo thì anh nghĩ đây là cái vấn đề. Tại vì như anh nhìn thấy ở mùa giải trước ở Ajax Anthony vẫn có rất nhiều những đường kiến tạo. Không cần phải là chạy dọc biên và tạt chân phải vào mà anh ta sẽ ngoặt lại và tạt chân trái vào, hoặc là như cái trường hợp ngày hôm qua đi bóng nhưng mà thay vì sút thì tung một đường kiến tạo để đồng đội lao lên ghi bàn là có, anh thấy những cái này anh ta làm được từ trước đây rồi chứ không phải bây giờ, chỉ là không có sự hiểu ý mà cũng rất là khó tại vì lúc sau chúng ta tiền đạo ấy lúc đầu thì là thì là ai thì là Ronaldo là Martial đến giữa mùa chấn thương và ra đi hết lại có một ông vay host về không biết ông vay host này cái lối đá sẽ như thế nào chạy chỗ vào đâu rất là khó để mà để mà tung ra những cái đường kiến tạo như vậy và anh nghĩ là bây giờ dần dần hiểu ý nhau hơn và nếu chúng ta có một tiền đạo mới chẳng hạn mùa hè này về tập luyện cùng nhau từ sớm ấy thì anh tin là cái 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 khả năng kiến tạo của Anthony mùa sau sẽ lên rất nhiều nhưng mà có cái vấn đề anh nghĩ là Anthony là đúng như nói là cái chân phải sẽ và gọi là đi bóng cánh phải là phải 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 cải thiện hơn nhưng mà nó anh nghĩ nó đồng thời nó cũng cần một cái sự hỗ trợ của một hậu vệ phải hàng đầu tại vì anh thấy một cầu thủ rất biến hóa nếu như một cái sự có okay, cái cái sự hỗ trợ của một hậu vệ phải để mà gọi là các mảng miếng gọi là băng bật overlap underlap truyền chọc khe vân vân cho nhau thì sẽ rất khủng khiếp rất khủng khiếp ok à, cái quan điểm của anh thì có có cái phần tức là anh cũng đồng tình với redman và anh cũng đồng tình với triển chiêu tức là redman thì có cái phần là liên quan đến việc đặt tiêu chuẩn cho anthony mùa giải này thì anthony chỉ cần như thế thôi thích nghi với giải ngoài anh và tạo ra được những cái impact nhất định những cái sự đóng góp sự ảnh hưởng nhất định đối với đội bóng của etherath nó là một cái phần rất là hay của mùa giải này còn mùa giải sau thì có thể chúng ta cũng yêu cầu anthony ở những cái tiêu chuẩn nó cao hơn nhưng cái góc nhìn của triển chiêu cũng rất là hay tức là triển chiêu cho rằng là chúng ta cũng đang thiếu sót trong đội hình của chúng ta đang thiếu những cầu thủ an cầu thủ này hậu vệ cánh tiền đạo chẳng hạn Tức là bản thân Anthony thì cũng chưa phải là ở, tức là vẫn cần phải training thêm thì quan điểm của anh thì ngay ngày hôm qua ấy, sau khi mà anh đọc được cái bài mà Eden nói rằng là Anthony có cái phần giống Robert tức là chỉ có một cái trò như thế mà rẽ trái vào thực ra hiện những cái sút thì anh có cái phần này anh anh chia sẻ cái này mọi người có thể có thể phản biện anh này tức là anh nghĩ rằng là Anthony đang giống một cầu thủ mà anh không nghĩ là Robben anh không nói về mặt lối chơi nhé mà anh đang bắt đầu có hơi những có những suy nghĩ khác về Anthony Anthony giống Valencia Valencia của MU ngày xưa ấy giống ở chỗ nào giống ở cái chỗ thế này này tức là ngày xưa khi các cái hậu vệ cánh mà đối mặt với Valencia ấy thì biết rằng ông này cũng chỉ có một cái trò thôi cũng là khác với Anthony là rẽ trái thì Valencia là rẽ phải và ông này 10 tình huống thì cả 10 tình huống cũng đều chỉ có một tình huống dễ phải thôi nhưng mà ông này làm tức là có cái sự kiên trì ông này có một cái sự kiên trì và sự máu chiến và có một cái sự đều đặn đều đoạn 10 tình huống ừ, trong suốt 90 phút ấy thì bất cứ hậu vệ phải nào người ta cũng bị uh, gọi là đánh mất uh, uh, đánh mất cái sự tỉnh táo, sự uh, sự uh, tức là sự tập trung ấy trong một khoảnh khắc nào đấy, tức là trong 10 tình huống có thể ông làm 9 pha thất bại nhưng mà có một pha tình huống mà thành công ấy thì có thể tạo ra một tình huống như Rooney ghi bàn. Thì Anthony ngày hôm qua cũng như thế cứ có có khoảng chín tình huống mà thất bại nhưng mà có một tình huống mà Anthony có thể thành bàn thì Anthony đã chuyển bóng cho cho Diou lâu đúng không? thì đấy là cái điều mà anh đang nghĩ là Anthony có cái điểm hay chắc chắn là có những điểm hay của Anthony đó là cái sự khác biệt hẳn so với Sancho đó là Anthony có cái sự quyết tâm anh ta có cái sự quyết tâm thực sự và kể cả khi anh ta có làm một trò làm đi làm lại suốt một trận đấu ấy và anh ta có cơ hội chúng ta nhìn nhận rằng là đội bóng của chúng ta đang tạo điều kiện rất là nhiều cho anthony đấy là một điểm hay của đội bóng của chúng ta mỗi trận đấu thì anthony luôn nhận bóng luôn là một trọng tâm nhận bóng của đội bóng của chúng ta và cánh phải luôn là cái hướng tấn công mà elitinac nhắm tới và cho thấy rằng là chúng ta đang xây dựng một lối chơi mà áp đảo và xây dựng một cái hàng tấn công mà thiên về cái việc là cầm bóng và chính vì thế cái việc anthony có được nhiều tình huống để có thể dứt điểm bằng chân trái nó là một, nó là một điểm hay và chúng, tất nhiên chúng ta không thể nào cầu may 10 tình huống mà Anthony chỉ thành công một thì nó cũng không phải là một cái gì đó nó 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 thực sự là chúng ta cần là chúng ta bắt buộc vẫn phải yêu cầu Anthony là phải cải thiện cái khả năng của anh ta những cái khả năng red trái rồi tạo ra những cái cú sút những cái tình huống kiến tạo như ba tháng ngày hôm qua đã ấy thì sẽ phải thường xuyên hơn và vì thế nên anh vẫn có cái phần giống như chị chiêu anh là anh hoàn toàn ủng hộ Anthony dù sao một cầu thủ mới chân đất xe đáo đến với giải hoàng anh ấy luôn luôn cần về những cái sự học tập và anh nghĩ cái tinh thần quyết tâm của Anthony là một cái điều mà anh nghĩ hoàn toàn chúng ta cũng phải rất là biểu dương anh ta và rõ ràng so với Sancho ở cánh đối diện thì rõ ràng là chúng ta cũng cảm thấy là Sancho đang đang cần một cái thái độ tinh thần một cái sự hiếu chiến của, giống như Anthony